Hello, xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức và em là Đức Hưng. Địa chỉ bên em Hưng là 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, siêu thị ô tô Hà Nội 389. Em Hưng là trung tâm chuyên mua và bán các dòng xe Đức, xe Đa Ba sử dụng và có cam kết cho anh chị em về chất lượng xe như là không cứng đụng, không ngập nước, máy số nguyên zin, pháp lý sang tên rõ ràng và không bị phạt nguội nha. Hiện tại bên em đang cần thu mua rất là nhiều các dòng xe. Anh chị em nào có nhu cầu cần đổi xe, bán xe thì ủng hộ cho em Hưng. Em Hưng thì mua từng gốc, bán từng ngọn, giá rất là hợp lý cho anh chị em luôn. Ok, và trong clip này em Hưng nhu cầu của rất nhiều anh chị em liên hệ đến nha. Xem những clip của em Hưng gọi em Hưng rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em Hưng đã về mẫu xe chuyên cơ mặt đất đến dành cho anh chị em. Đây là chiếc xe Kia Sedona phiên bản full dầu sản xuất đời 2020, một đời chủ từ đầu anh chị. Mới chạy được có 66.000 km thôi và full lịch sử bảo dưỡng hãng toàn bộ luôn. Xe thì biển thành phố nha. Thì về một vài lý do cá nhân chủ xe muốn em Hưng là không khai biển số, nhưng mà anh chị em nào nếu như thì có quan tâm mẫu xe này, em Hưng có thể là gửi giấy tờ anh chị xem thoải mái, không có đề gì cả nha, không có gì phải bí mật, nhưng mà này vì lý do cá nhân thôi. Hiện tại chiếc xe này là một trong những mẫu xe gọi là được rất là nhiều anh chị ở chuộng để phục vụ dịch vụ hoặc là phục vụ gia đình, đặc biệt là cái màu trắng này anh chị hiện tại trên thị trường rất là ít luôn, mà chiếc xe mà đúng chất gia đình ấy, càng hiếm hơn nữa nha. Rồi thì anh chị em nào mà đang muốn sở hữu mẫu xe này thì liên hệ em Hưng. Cùng theo em Hưng đi hết video này nha. Thì em Hưng có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Như anh chị em nếu muốn sở hữu mẫu xe này chỉ cần đưa trước khoảng 400 triệu để được xe nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi một vòng quanh xe nha mọi người. Ok, và đây là nhân vật chính trong clip ngày hôm nay của chúng ta nha. Thì anh chị em nào đang quan tâm mẫu xe Kia Sedona này có thể tham khảo chiếc xe mới về của em Hưng. Xe vừa về ha, chưa spa luôn anh chị em. Em Hưng quay chi tiết lên sóng luôn cho anh chị em nha. Cùng đánh giá về chiếc xe. Còn xe thì sau khi quay hết clip này Hưng sẽ đưa vào spa ha, spa gì ha, đây là gara của bên showroom Hưng nha anh chị. Có những cái xe thì nè, chủ đang để gửi bảo dưỡng nè, đấy, rồi những cái xe thì đang dọn bên kia. Ok, đấy, chiếc xe thì rất là mới anh chị, còn tí bụi bẩn thôi. Bên Hưng, em Hưng sau khi spa bảo đảm với anh chị là rất là mới nha. Đây đúng chất là một chiếc xe lướt anh chị, 2020 đến nay 4 năm mới chạy 60 mấy nghìn km thôi, là mỗi năm đi đâu đó được khoảng là hơn 15.000 tí anh chị. Và lịch sử bao giờ hãng là đầy đủ hết nha. Đấy, rất là đẹp. Hiện giờ xe này là không có một vết chày luôn anh chị. Về là đơn giản là chúng ta chỉ có spa tí thôi, dọn gầm bệ, dọn khoang máy nha, vệ sinh toàn bộ nội thất cho anh chị em luôn. Rồi, rất là đẹp. Rồi thì đây là một trong những mẫu xe được mệnh danh là chuyên cơ mặt đất nha, vẫn rất là được nhiều anh chị ưa chuộng. Mặc dù là hiện tại đã ra dòng Kia Carnival, nhưng mà hiện tại giá trên thị trường mẫu xe này cũng khá là cao. Rồi giờ em Hưng thì cũng vừa mới có điện thoại hỏi xe anh chị, chiếc xe Sedona luôn. Đang từ sáng rồi, xe thì giờ mới về. Đấy, em Hưng quay chi tiết cho anh chị em cùng xem chiếc xe. Có dán đề can ở đây ha, thì nó sẽ dính một tí này, thì em Hưng sẽ spa cho anh chị em. Rất là đẹp. Rồi, tổng thể ha, đi mua một chiếc xe em Hưng cũng như thế, cũng như anh chị em Hưng sẽ đi một vòng quanh xe để mình xem toàn bộ tổng quát chiếc xe, rồi xem có những chi tiết nào mà nó không có liền lạc hay không. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ xem vào chi tiết của chiếc xe. Thì đây, thực sự là một chiếc xe rất là đẹp anh chị ạ. Chủ xe rất là kỹ nha. Rồi, chúng ta ở phiên bản này sẽ có trang bị là bộ đèn chiếu sáng là đèn pin LED đôi nha, rất là sáng luôn. Rồi, chúng ta sẽ có trang bị là 4 cặp 4 thấu kính gầm ha, đèn thấu kính gầm. Có 4 cảm biến trước nè, mặt ga lăng mũi hổ đặc trưng của dòng Kia. Đấy, ba là sóc rất là liền lạc anh chị ha. Qua video clip thôi anh chị thấy nó rất là đẹp, thì ở ngoài nó đẹp hơn nữa anh chị. Chúng ta không có la răng hợp kim nhôm đúc nguyên khối, đang sử dụng vỏ này là thì chủ đã thay vỏ rồi anh chị nha. Làm trong hãng nên cứ rất là kỹ, chủ rất là kỹ. Vỏ hiện tại là vỏ này là mới thay nè, 2022 anh chị, và vỏ này là vỏ Bridgestone nha, vỏ Bridgestone. Đây, mặt vỏ rất là đẹp ha. Hưng quay gầm bệ cho anh chị em cùng xem, về xem luôn. Đây là gầm bệ ạ, đây rất là mới nha anh chị. Xem cái lớp sơn mà sừng sùi của hãng vẫn còn nè. Dòng Kia thường là Mazda nó hay có cái đó anh chị ha, để như là gạch đá văng vô thì nó cũng chày chày, nhưng mà nhìn nó không có
6 anh ra là hãng làm sẵn sườn sùi luôn rồi. Đấy. Chúng ta có gương chiếu hậu chỉnh cặp đèn, tích hợp đèn báo rẽ nè, tích hợp cảnh báo điểm mù trên gương nha. Rồi viền kính thì có inox ha, chân kính thì chưa có, anh chị em chúng ta có thể nâng cấp thêm. Tay nắm trước sau sẽ có tích hợp là tay nắm thông minh. Vỏ sau là vỏ sản xuất 2021, đây là vỏ của Michelin nha anh chị nha. Vỏ Michelin. Đấy. Đèn hậu này rất là đẹp. Đèn LED ha, tích hợp với đèn halogen báo phanh báo rẽ. Chúng ta có 4 cảm biến sau, camera lùi và cấp điện nha anh chị em. Này là bấm 2 cái. Rồi. Em Hân thì cam kết cho anh chị em toàn bộ chất lượng xe nha, cứng đụng ngập nước, máy số nguyên zin, bao chết tết thoải mái, không vấn đề gì cả nha mọi người. Đây. Này rất là đẹp anh chị. Đang quay thì xe cứu hộ đến để kéo xe ha, chở xe của khách đi về anh chị. Rồi, Hân sẽ quay tiếp xe mình nè. Đấy, anh chị xem. Rất là sạch sẽ luôn gì ha, chủ đi rất là kỹ nè. Tem tiết đồ là còn chưa lột luôn. Đồ nghề là chưa qua sử dụng nha anh chị. Con này là vỏ sơ cua là còn mới tinh luôn, chưa qua sử dụng luôn. Nói chung là chủ yếu là chỉ đi tới đi lui trong thành phố là anh chị em ạ. Không có đi xa ha. Đấy. Chiếc xe nhìn đi thành phố là nó khác chiếc xe mà đi tỉnh nhiều nha. Hàng ghế sau này. Đấy. Mới tinh can xà beng luôn. Đấy. Quá đẹp. Đấy. Dòng này là anh chị em mà chở đồ là nó rất là rộng rãi ha, có thể là chở cho đại gia đình 7-8 người luôn cũng được nữa. Và nếu mà anh chị em có nhu cầu sử dụng á, hàng ghế cuối chúng ta có thể gặp lại anh chị ha, gặp lại để chị em là có thể là chở đồ ha, ví dụ như là gặp thẳng lại ha, để có một cái khoảng rất là dài, khoảng hơn nửa xe để anh chị em có thể chở đồ hoặc là chạy bạc ra nghỉ ngơi thoải mái, không có đề gì cả. Cấp điện này rất là tiện lợi nha. Luxury là bản full dầu nha mọi người. Đây, nóc rất là đẹp luôn, hai cửa sổ trời nha, bản full dầu. Xe trang bị là có hai cửa lùa điện nha. Sàn thì chủ xe cũng kỹ là lót simili rồi nè, và có thêm miếng lót bằng nhựa nữa để chúng ta vệ sinh nó dễ dàng hơn. Ghế là da zin nguyên bản theo xe nè mọi người. Đấy, vừa về nha, người mới về. Anh bao cho anh chị em về ô đô luôn. Đấy, rất là đẹp. Đi ít lắm ạ. Đi kỹ và ít. Đấy. Trần nỉ zin nguyên bản ha, rất là sạch sẽ ha. Dòng này chúng ta sẽ có cửa gió sau nè, để chỉnh điều hòa hàng ghế sau nha. Rồi đóng mở cốp, đây cũng sẽ có nút bấm đóng mở cốp này. Chúng ta sẽ có thêm cổng sạc ha. Đây. Có rèm cửa nha mọi người, có rèm cửa trước và phía dưới kia nữa. Rồi. Đây thì xe mà tắp bi rất là mới nha. Đây, những chi tiết này. Đồ nhám của nhựa vẫn còn luôn. Đây, đồ chủ vẫn còn chưa dọn bỏ lại. Đây. Rất là mới chưa? Ghế phụ cũng là ghế chính điện ha. Đây, mặt ghế nè, cực kỳ đẹp. Những cái ghế này sau khi em hơn spa sẽ sáng lên thêm một tông nha anh chị em nha. Tắp lô, tắp bi nè. Đấy, mướt cực kỳ đẹp. Rồi. Về chất lượng xe hơn thì khi bán xe sẽ dán tem cốp nè, ốc cốp, ốc capo, ốc cửa nè nha. Toàn bộ những vị trí nào mà nhạy cảm ra dùng được ha, hay dùng để xem xe thì hơn sẽ dán tem bảo hành cam kết của công ty cho anh chị em luôn. Chúng ta sẽ xem một ghế tài nha. Đây. Ghế tài là ghế ngồi nhiều nhất nha. Đây. Chúng ta sẽ có 4 cửa kính đường hào ô tô nè, có nhớ vị trí ghế hai, vị trí ghế lái, lóc cửa mở cửa nha, gặp gương ô tô. Chúng ta có ghế tài là ghế chính điện nha, có bơm lưng bơm mông luôn. Này ghế tài này, rất là mới anh chị.
dòng nào Sierra cũng thế ha, nó sẽ hay bị cái này là rất là đẹp quá chị, chứ nhiều dòng mà nó còn nhiều xe nó còn bị nát cái mỗi chỗ này anh chị. Tại nếu mà anh chị mặc quần jean, mặc quần da bò đó, leo lên leo xuống là nó hay bị chóc chỗ này ha. Thì em hơn sẽ spa lại làm lại cho anh chị như mới luôn, chứ mà cũ người mới ta mà. Rồi xem ta sẽ có cảnh báo điểm mù nè, tắt mở cương bào điện tử. Giờ sẽ cùng vào nổ máy nha. Ok, và đây là cabo trong khoang lái của chúng ta này. Odo là 66.918 km nha anh chị, chuẩn Odo luôn. Vô lăng là trợ lực dầu ba cháu, tích hợp là nút nghe thoại đánh tay tăng giảm âm lượng, roll control ga tự động nè. Sườn sùi gia cốc trên vô lăng nè anh chị. Đấy. Rất là đẹp. Cực kỳ ngon luôn. Đây là một trong những dòng xe mà được khá là nhiều anh chị nghệ sĩ là lựa chọn ha, để phục vụ cho cái việc di chuyển, để biểu diễn nè. Gia đình đại đa số đông người nè, và hiện tại là những anh chị em chị dù cũng bắt đầu chuyển qua dòng này thay vì trước là sử dụng Fortuner ha. Rồi chúng ta sẽ có gương chiếu hậu chống chói điện nè. Đấy, có cam hành trình quay trước quay sau GPS luôn, báo tốc độ. Chúng ta có một cái màn hình DVD tích hợp camera lùi. Đấy. Rồi, có dẫn đường, cảnh báo tốc độ nha. Dẫn đường nè, cảnh báo tốc độ nè. Và có kết nối Bluetooth, cũng như là có hỗ trợ Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Anh chị em là có thể là về nghiên cứu từ từ ha. Đấy, tắp lô, tắp bi, anh chị nhìn rất là đẹp này. Rất là mới nha. Sợ anh chị em này kiếm dòng xe Kia Sedona không thể bỏ qua xe này luôn. Đây chúng ta sẽ có điều hòa là 3 vùng. Điều hòa là 3 vùng anh chị ha. Ghế tài, ghế phụ và hàng ghế sau nè. Đấy, và đây là những phím chỉnh nha. Phím chỉnh điều hòa. Rồi cường số nè anh chị. Cường số nè, đấy. Mới tinh nha. Cái độ nhám trên cái của miếng da trên cường số này còn mới tinh này. Chúng ta sẽ có sạc pin không dây nè, cổng USB, cổng USB. Yên ngựa rất là sạch sẽ, không chầy chụa luôn anh chị. Chúng ta sẽ có là chế độ eco, sấy ghế phụ, ghế tài. Có sấy vô lăng, phanh tay điện tử, auto hold và tắt mở cảm biến nha. Đây là bệ tùy tay, bệ tay rất là to bản. Cốp rất là sâu nha. Đây, chỉnh ghế phụ bên đây. Rồi, về an toàn thì xe có trang bị là 10 nút túi khí vậy, 10 nút túi khí nhưng mà nó khoảng là 8 túi khí thôi. Thì nó sẽ có một cái cột từ cột B cho đến tận cục D cuối cùng luôn anh chị. Đây là cái điều mà Sedona nó hơn cả Carnival luôn nha. Carnival là nó không tới cục D nha, nó chỉ tới cục C thôi. Nếu bạn xích đây chờ. Đấy, còn cái này là nó đến cái cục D luôn. Đấy. Rồi. Ok, và phanh ABS nè, cảnh báo điểm mù đầy đủ hết. Anh chị em nào mà quan tâm thì có thể tham khảo thêm ở trên mạng ha, những trang web đánh giá về xe, về chi tiết xe. Rồi em Hân thì quay chi tiết cho anh chị về chiếc xe em Hân đang muốn giới thiệu, muốn giới thiệu với anh chị em nha. Ok. Ok, và đây là khoang máy chúng ta nha. Đây anh chị. Đây. Cabo zin nè. Sùng chỉ đồ ha. Zin nguyên bản. Bao chết test luôn. Đấy, chưa có dọn dẹp với anh chị ạ. Này nè, xe kia em Hân spa nó sẽ mới hơn nha. Đấy. Nó cái lớp mà đen đen này là lớp khói hay gì, lớp khói ha, nó lâu ngày nó bám lên, nó bám tự nhiên nha. Đấy. Đây. Xe thì em Hân cam kết cho anh chị em về ốc ác đồ là nguyên zin nguyên bản nha. Bao chết chết thoải mái bất cứ chỗ nào mà anh chị em là chỉ định nha. Là em Hân là đi test đâu cũng được hết nha anh chị em, thoải mái không vấn đề gì cả nha, vô tư nha. Đấy, quay trước, dáng quay chi tiết nhất cho anh chị em cùng xem về chiếc xe. Máy móc luôn. Xe trang bị động cơ là 2.2 và hộp số tự động là 8 cấp nha. Ra rất là mượt. Nó mượt hơn là đời 2018 mẫu cũ quay về nha, nó chỉ là có 6 cấp thôi, mà vậy thì 8 cấp chạy nó mượt hơn. Tiêu hao nhiên liệu chỉ từ đâu đó 6 lít cho đến 9 lít thôi vậy, rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Những xe em Hân bán ra thì sẽ bảo hành cho anh chị em động cơ hộp số là 6 tháng hoặc là 10.000 km. Cũng như là sẽ tặng cho anh chị em là thay nhớt trước khi giao xe nha. Mà xe thì trước khi giao xe em Hân cũng sẽ kiểm tra lại cho anh chị em về thắng thiết đồ ha. Rồi giao cho anh chị em về chạy thôi. Ok.
Ok, và hiện tại thì bên em Hưng đang chào bán mẫu xe Kia Sedona này với giá chào bán là 910 triệu nha anh chị, và còn ra lọc cho anh chị em nào thiện chí xem xe. Xe hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá. Anh chị em chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 400 triệu rồi để được xe nha. Anh chị em nào quan tâm cần tư vấn về xe về ngân hàng liên hệ Hưng số like bên dưới để Hưng sẽ tư vấn cho anh chị em nha. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi video và đừng quên cho Hưng một like cũng như một lượt đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới về bên Hưng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.